Chương 205, ta đã tới. Đa tạ cử sư huynh. Chu Khải Phục tranh thủ thời gian cảm tạ. Nói thật, hắn đúng là không sợ Mạc Quốc Kỵ thực lực vượt hắn. Hắn chỉ lo Mạc Quốc Kỵ vấn Thiên Học Cung thân phận mà thôi. Hắn dạng này một tán tu nguyên đan cảnh, vấn Thiên Học Cung tùy tiện phát một cái nhiệm vụ, hắn liền sống không quá một tháng. Đến, mọi người uống. Ta là vì thừa Vũ Quốc tốt nhất rượu ngon. Tư Đồ Thiên rốt cuộc yên tâm bưng chén. Vương thượng có khẩn cấp giấy viết thư. Một lữ tử vội vàng đi tới một phong thư đưa cho Tư Đồ Thiên. Tư Đồ Thiên trông thấy phong thư bên trên một đoàn màu đỏ, tay run một cái kém chút nữa, chén rượu rơi trên mặt đất. Phong thư trên màu đỏ đại biểu cho quốc gia nguy cấp tin tức, chỉ có loại tin này dưới tay hắn mới có thể không chào hỏi tiến đến cho hắn biết. Người ra ngoài đi. Tư Đồ Thiên rất nhanh khôi phục chấn định. Hắn nghĩ tới vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn cử thất kiếm tại cái này, có gì tốt lo lắng. Cử thất kiếm cùng Chu Khải Phục biểu lộ ra rất bình tĩnh. Đối với bọn hắn, loại tu sĩ này tới nói, Thừa Vũ Quốc trọng yếu đến đâu quốc sự cũng bất quá như vậy thôi. Cùng lắm là đại quân đánh tới Thừa Vũ Quốc đồ thành Yêu Châu bên ngoài. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, giống như không đáng nhắc tới. Tư Đồ Thiên mở ra tin, làm cho thấy nội dung bên trong mới kích động, trực tiếp đem hắn một cái ly bên bàn kia, còn rượu chưa uống mà đổ nhào trên mặt đất. Đình đàng, một tiếng chén rượu vỡ vụn, mùi rượu bốc bốn phía. Tư Đồ lãnh chúa, người là một cái lãnh chúa quốc, hẳn không quan tâm tới thua khí độ mới là. Cử thất kiếm nhíu mày nói một tiếng. Nói thật, một cái lãnh chúa hắn thật không để trong mắt. Sở dĩ tới đây không phải bởi vì Tư Đồ Thiên mặt mũi, mà bởi vì cử ra ngay tại Tư Đồ Thiên lãnh chúa quốc địa bàn. Tư Đồ Thiên loại này không giữ được dáng vẻ, để cho hắn hoài nghi Tư Đồ Thiên mặt mũi có hay không có chút quan hệ vấn đề. Tư Đồ Thiên nhanh chóng đem trong tay tin đưa cho cử thất kiếm, giọng nói ra: Thất kiếm tiên sư, cái kia Mạc gia Dương Nghiệt giết tới Bắc Tần quận quốc đô thành Na An, đem Na An cử ra đều chém giết tận tuyệt. Giờ phút này Bắc Tần quận quốc một lần nữa đổi thành họ Mạc. Cái gì? Cử thất kiếm lông mày nhảy một cái, đột nhiên đứng lên, lập tức chính là bàn tay đập vào trước mặt bàn. Một trường tốt xấu nhất Hàn Bạch Ngọc tại hắn tát một cái hóa thành bột mịn. Còn Tư Đồ Thiên đưa thư cho hắn, hắn liền nhìn không xem một chút. Họ Mạc, người chờ đó cho ta. Cử thất kiếm nghiến răng nói, sau đó nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên. Giấy viết thư từ La An đến tay người cần bao lâu? Cử gia bị diệt. Cử thất kiếm đối với Tư Đồ Thiên không có sắc mặt tốt nhìn. Đối với cử thất kiếm hùng hổ dọa người, Tư Đồ Thiên không dám nói nhảm, tranh thủ thời gian. Thư này là phi thú thuyền, chỉ cần lựa ngày thời gian. Cử thất kiếm âm thanh lạnh lùng, xem ra hắn không có rời đi La An. Ta cái này đi La An, nếu hắn dám rời đi, ta đem La An thành người chém giết tận tuyệt. À, nghe được cử thất kiếm muốn giết một cái thành người, Tư Đồ Thiên trong lòng nhảy một cái, không dám phản bác cử thất kiếm. Vốn là muốn lịnh lọt cử thất kiếm, muốn cùng cử thất kiếm đi La An. Chu Khải Phục nghe thấy cử thất kiếm muốn đem La An thành bên trong người chém giết tận tuyệt, lập tức đóng chặt miệng mình. Gặp Chu Khải Phục không có tiếp lời thì cử thất kiếm cùng đi La An. Tư Đồ Thiên vụng trộm đưa khẩu khí, hắn chỉ lo cử thất kiếm cùng Chu Khải Phục đều đi. Nếu là bọn họ đều đi mà Quốc Kỵ thừa cơ tới, vậy hắn chết chắc. Oành một tiếng kịch liệt lộ vang, thậm chí toàn bộ mặt đất đều lay động. Cử thất kiếm, Tư Đồ Thiên ba người tranh thủ thời gian tránh một bên. Rầm rầm, vô số kiến trúc bã vụn tàn phá, khối gỗ nhào nhào rơi xuống. Thừa Vũ lãnh chúa quốc Mỹ Luân, Mỹ Hoán lãnh chúa vương phủ cung điện xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, đi theo cung điện này lay động một cái triệt để đổ sụp. Lãnh chúa phủ vô số tiếng kêu cứu truyền ra, lập tức đông đảo hộ vệ bắt đầu từ bên ngoài chạy vào. Một tên trên người mặc áo lam gai, tuổi trẻ nam tử đứng tại lãnh chúa trước phủ một cái cự đại hình trụ, đang theo dõi cử thất kiếm ba người. Trong tay hắn, thậm chí không có ai biết hắn dùng thứ gì hủy đi lãnh chúa phủ. Cử thất kiếm, thật sự là nhân sinh không gặp lại a. Ta nghĩ ngươi hẳn nhận được tin tức rồi, có hay không đang muốn kiếm là thành người nhìn. Hiện tại ngươi không cần đi, ta đã tới. Nam tử trẻ tuổi hai tay chắp sau lưng nhìn chằm chằm cử thất kiếm, ngữ khí mang theo vài phần mỉa mai. Mặc Vô Kỵ đầy đất bụi từ đồ thiên thốt ra, hắn toàn thân run rẩy, không biết là khí vẫn hay là bị hù.
Chu Khải Phục nghe được Mạc Quốc Kỵ ba chữ này, lập tức biết người tới là ai. Mạc Quốc Kỵ khoanh thần linh vẫn không hiện, thế nhưng đứng tại đây cái cây trụ hình đỉnh mà hắn có một loại nguyện ý tới là địch cảm giác. Thanh niên mặc áo lam chính là vừa rồi tới từ La Am Mạc Quốc Kỵ. Hắn nghe nói cử thất kiếm trong này về sau cơ hồ không có dừng lại, lập tức chạy tới. Chỉ có giết cử thất kiếm hắn mới an tâm rời đi nơi này. Về phần thừa vũ lãnh chúa quốc cung điện, hắn tự nhiên là thiên cơ côn hủy đi. Ban đầu bên trong cung điện này hắn kém chút nữa bị Từ Đồ Thiên giết thời điểm, liền nghĩ tới một ngày trở về cái cung điện này hủy đi. Hôm nay rốt cuộc xuất một ngụm ác khí, hắn không muốn trong này bại lộ thiên cơ côn, cho nên tại khi hủy đi lãnh chúa vương điện về sau thu lại thiên cơ côn. Họ Mạc, hôm nay ta nhìn có ai có thể giúp ngươi. Cử thất kiếm trường kiếm tế ra, mang theo một đạo kiếm hoa trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ đứng yên hình trụ cắt đất. Mạc Quốc Kỵ sớm rơi vào nơi xa, hắn ngay cả lời đều không nói, trực tiếp hướng Nhiêu Châu thành bên ngoài bỏ chạy, lấy cử thất kiếm tâm cao khí ngạo, khẳng định đuổi tới. Hắn không nguyện ý tại Nhiêu Châu thành động thủ. Cái thứ nhất, hai người động thủ khẳng định sẽ chết đi rất nhiều người vô tội. Hắn thứ hai, thiên cơ côn không để lại tại Nhiêu Châu bại lộ, một khi bại lộ mọi người biết hắn là tán tu 2705. Hiện tại hắn lại thêm một cái dục lâm lôi thị cừu địch, còn không nghĩ tới người ta biết chính mình là tán tu 2705. Quả nhiên Mạc Quốc Kỵ ra khỏi thành về sau, cử thất kiếm không chút suy nghĩ đuổi theo. Chu Khải Phục sắc mặt có chút bình tĩnh, hắn không có đi theo cử thất kiếm đi xa, chớ nhìn hắn một cái tán tu, tư chất cũng kém tít tắp cử thất kiếm, nhưng là hắn kinh lịch so với cử thất kiếm nhiều hơn lắm. Hắn vừa rồi thấy Mạc Quốc Kỵ, trong lòng liền có một loại kiêng kỵ, mặc dù Mạc Quốc Kỵ quanh thân không có một điểm linh vận, hắn cũng không tin Mạc Quốc Kỵ chỉ có trúc linh cảnh. Một cái trúc linh cảnh dám gọi cử thất kiếm ra ngoài thành, hắn điên sao? Trông thấy Từ Đồ Thiên biến hóa không ngừng trên mặt, Chu Khải Phục bỗng nói ra, vương thượng không cần lo lắng. Cử sư huynh là Vấn Thiên Học Cung nội môn cường giả, muốn giết cái nhỏ nhỏ đệ tử ngoại môn, đó là chuyện dễ như bàn tay, ta liền lưu lại nơi này, bảo hộ vương thượng, tuyệt không để người kia có thừa cơ hội. Từ Đồ Thiên sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút, vậy liền đa tạ hộ quốc thượng sư. Chu Khải Phục mỉm cười, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần nửa canh giờ không thấy cử thất kiếm trở về, hắn lập tức rời thừa vũ quốc. Lãnh chúa càng xa càng tốt, lấy kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt mà Quốc Kỵ, nếu thực sự không chịu nổi một kích, cái kia cử thất kiếm tuyệt đối trong lửa canh giờ chết Mạc Quốc Kỵ. Nếu lửa canh giờ không giết được Mạc Quốc Kỵ, đã nói rõ Mạc Quốc Kỵ thực lực không kém cử thất kiếm. Mạc Quốc Kỵ thực lực không kém cử thất kiếm, vô luận ai thua ai thắng, hắn không muốn lôi cái này vũng nước đục, dứt khoát càng xa càng tốt. Hắn lưu lại lên này là một cái hộ quốc pháp sư, cũng bất quá xem là ở nhân gian phú quý một chút mỏng manh tài nguyên tu liệu phần thượng mà thôi, chỉ là một cái Từ Đồ Thiên còn không đáng cho hắn đi vì đó mà bán mạng. Nhiều châu thành bên ngoài một mảnh hoang dã cánh rừng, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại. Hắn tại địa cầu bị ám sát, sau khi tỉnh lại chính là xuất hiện nơi này một cái đống đất phía trên. Hiện tại đống đất tựa hồ vẫn còn, và đứng tại đống đất hắn xưng vương thượng chiếu cố yên nhi không có đây. Lựa chọn nơi này làm nơi chôn xương sao? Cử thất kiếm rơi vào Mạc Quốc Kỵ cách đó không xa, ngữ khí xét lạnh. Mạc Quốc Kỵ nhìn chằm chằm cử thất kiếm bình tĩnh. Nơi này là nơi chôn xương chỗ, bất quá không phải ta mà là ngươi. Năm đó ta từ nơi này rời đi thời điểm, liền nghĩ qua nơi này tiện chôn một chút gì mới đúng. Cho tới hôm nay rốt cuộc có. Hà hà, cử thất kiếm một trận cuồng tiếu, sau đó quanh thân khí thế tăng vọt, một loại nghiền ép khí tức cuồng về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cảm giác cỗ khí tức này lập tức nhíu mày, không nghĩ tới người vậy mà bước vào địa giới tu vị đến nguyên đan tầng thứ nhất. Cử thất kiếm trường kiếm sau lưng cực trên không trung hóa ra một đường vòng cung rơi vào trong tay hắn. Người đoán đúng, có hay không đã vượt quá dự liệu của ngươi, hoặc là nói để cho ngươi sợ hãi, ta nghĩ nhất vẫn đem tới nơi này chắc hẳn không tấn cấp đến thoát phàm cảnh. Ngươi là một cái rác rưởi linh căn phàm nhân, tấn cấp thoát phàm cảnh thật không đơn giản. Không cần ngươi nói cho ta, chính ta trên thân thể ngươi tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, cử thất kiếm trường kiếm trong tay đã huyễn hóa thành từng mảnh kiếm mạc khỏa hướng về phía Mạc Quốc Kỵ. Cử thất kiếm cả người tựa hồ cũng tại kiếm mạc bên trong thăng hoa, vọt tới không trung. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ vì ngươi tìm một cái đệm lưng.
người tốt xấu cũng là một cái lãnh chúa quốc hộ pháp sư, cho nên người không cần lo lắng trên hoàng tuyền lộ không ai bồi. Tại hắn tới sau cứ thất kiếm, trong lòng liền đối với người này nổi lên sát cơ. Chu Khải Phục loại này tiểu thủ đoạn cũng nghĩ trước mặt hắn chơi, chỉ là một nguyên đan cảnh. Tại hắn Thiên Học Cung, một lệ lội môn đệ tử đáng cái gì? Kiếm kỹ sao? Ta cũng biết. Mà Quốc Kỵ tay vẫy ra một cái, trong tay hắn không có trường kiếm, từng đạo kiếm quang bị hắn bắn ra. Những cái kiếm quang này chúng cử thất kiếm, kiếm mạc bên trên đem nguyên bản hoàn toàn không thiếu sót xé sách, thất linh bát lạc trực tiếp tán đi. Người đây là cái gì kiếm kỹ? Cử thất kiếm nhìn xem tay không mặc Vô Kỵ, trong lòng rung động không thôi. Kiếm của hắn màn vốn là một loại kiếm kỹ, kiếm mặc chỉ là biểu tượng, không nghĩ tới kiếm kỹ của hắn không có hoàn toàn phát huy lửa điểm nên bị Mạc Vô Kỵ tay không phá. Không đúng, cử thất kiếm lập tức nhớ tới một chuyện khác. Mạc Vô Kỵ hẳn là vừa tấn cấp thoát phàm, mới thoát phàm tầng tu vị, liền xem như hắn có chuyên môn khắc chế kiếm kỹ của hắn cũng không có bản sự trước mặt hắn thi triển ra mới là đúng. Chương 206: Nhân cảnh chiến nguyên đan. Nghe nói gọi là vô hình kiếm, ta ngẫu nhiên lấy được một cái truyền thừa kiếm kỹ, nhàn chám thời điểm thuận luyện tu luyện một cái. Mà Quốc Kỵ trợ một tiếng về sau, Thiên Cơ Côn tế ra cuốn lấy đầy trời nguyên lực đánh hướng cử thất kiếm. Giờ phút này cử thất kiếm chỗ nào để ý tới Mạc Quốc Kỵ kiếm kỹ, trường kiếm trong tay hắn nhất chuyển, sau đó cả người từ không trung lao xuống, một kiếm đánh xuống Mạc Quốc Kỵ. Kiếm tù sở dĩ nổi tiếng nhất là bởi vì kiếm mờ ảo nhất nhẹ nhàng, một khi hình thành kiếm kỹ uy lực lớn nhất, pháp bảo là một trong đó. Vô luận là kiếm mang, kiếm mạc, kiếm vũ cùng với kiếm khí đối địch đều là cực ít người dùng kiếm đi đánh đối phương. Mạc Quốc Kỵ thấy qua dùng kiếm cường giả không ít, đồng dạng rất ít trông thấy người có thể xem kiếm như lưỡi búa bổ đối thủ. Thủ đoạn phi thường nhất định là phi thường uy lực. Mạc Quốc Kỵ càng là cẩn thận, oanh cử thất kiếm, trường kiếm đánh xuống không trung tạo thành một đạo cơ hồ cùng với thực chất đồng dạng to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh đánh vào Mạc Quốc Kỵ, vung lên Thiên Cơ Côn bên trên, lộ ra đầy trời kiếm mang. Để Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ là Thiên Cơ Côn đem cái kiếm ảnh này oanh mở lộ ra đầy trời về sau, nhưng cái kiếm mang lại uy thế vậy mà không giảm bớt chút nào, vẫn là vạch phá không gian về phía Mạc Quốc Kỵ. Kiếm mạch bên trên cuồng quyển nguyên lực vốn là để cho Mạc Quốc Kỵ không ngừng lùi lại. Những cái này kiếm mang pháo lúc này phô thiên cái địa, lập tức để Mạc Quốc Kỵ không cách nào né tránh. Vội vàng phía dưới Mạc Quốc Kỵ, trong tay Thiên Cơ Côn cuốn ra từng đạo côn ảnh, tựa hồ vô tận kiếm mang đánh vào Mạc Quốc Kỵ côn ảnh bên trên. Kiếm mang rơi bên trên Thiên Cơ Côn tựa hồ căn bản không cố gắng sức, trên thực tế cũng không có bao nhiêu lớn uy lực bao trùm tới. Mạc Quốc Kỵ liền biết những kiếm mang này chẳng mấy chốc sẽ vòng qua hắn, Thiên Cơ Côn đánh trên người. Cử thất kiếm cái này kiếm kỹ cực kỳ lợi hại cường đại, còn có phi thường cổ quái, giống như là cá trạch không oanh trên người Mạc Quốc Kỵ thề không bỏ qua. Cử thất kiếm trông thấy luống cuống tay chân Mạc Quốc Kỵ, khóe miệng cười lạnh. Trường kiếm trong tay hắn lần nữa hóa ra mấy đạo kiếm mang, cả người mang kiếm xông về Mạc Quốc Kỵ. Hắn vừa rồi kiếm kỹ gọi là bất diệt kiếm mang, Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ cứng rắn thụ bên ngoài căn bản không có biện pháp khác. Bất diệt kiếm mang căn bản là ngăn không được, trừ khi Mạc Quốc Kỵ thực lực xa xa mạnh hơn hắn. Mạc Quốc Kỵ hiện tại dáng vẻ này là hắn biết Mạc Quốc Kỵ không có cách nào ngăn trở bất diệt kiếm mang. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ tại bất diệt kiếm mang bên dưới bị thương, hắn tiếp xuống một cái mới làm muốn mạng thủ đoạn. Mạc Quốc Kỵ như thế rắc rưởi tư chất, thế mà cũng bước vào địa giới, đây quả thực là nghe rợn cả người. Cho nên hắn phải dùng thủ đoạn lợi hại nhất trong thời gian ngắn đem Mạc Quốc Kỵ xử lý, sau đó kiểm tra Mạc Quốc Kỵ trên thân có gì bí mật. Ầm ầm, một đạo tiếp lấy một đạo bạo liệt tại Mạc Quốc Kỵ dưới chân lỗ tung, vô tận kiếm mang bắn tới phía dưới mặt đất. Những cái này bắn dưới mặt đất tại kiếm mang mang theo từng đạo kiếm ý, theo Mạc Quốc Kỵ hai chân ống quần toàn bộ xé rách, đồng thời đem Mạc Quốc Kỵ hai chân vạch xa một đạo lại một đạo, sao thòa rãnh máu.
đang dùng đấu chuyển tinh di đem cử thất kiếm mang dẫn tới dưới đất. Hóa Quốc Kỵ chẳng những không có lùi lại, ngược lại đón nhận cử thất kiếm mang cả người mang đến, vô cùng một chỗ xông tới kiếm mang, đường đường phốc phốc, thiên cô côn đập vào kiếm mang phía trên, mấy đạo không có đập ra kiếm mang trực tiếp xuyên qua Mạc Quốc Kỵ trước ngực. Cùng một thời gian, một cái đột ngột xuất hiện ra lôi cầu cử thất kiếm vượt dưới lỗ tung, oành, một đạo kịch liệt lôi minh lỗ tung, cử thất kiếm cả người bị hất ra ngoài, từng đạo nội tạng máu tươi chiếu xuống địa phương, bịch, cử thất kiếm té ngã trên đất. Hắn vượt dưới tính cả lửa bên đùi đều bị đập bay rơi, phần bụng ruột cũng rơi xuống đi ra. Cử thất kiếm toàn thân run rẩy chỉ vào Mạc Quốc Kỵ, hắn coi là Mạc Quốc Kỵ phải chết không nghi ngờ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ chẳng những không chết, ngược lại tuyệt địa phản kích đã thương mạng hắn. Muốn hắn hỏi Mạc Quốc Kỵ đến thế nào tránh hắn bất diệt kiếm mang cậy kiếm kỹ kia, liền xem như tư vị cao hơn người hắn cũng không nhất định tránh thoát. Mạc Quốc Kỵ ngực một dạng là bị vết thương, vết máu nhuộm đỏ, hắn dẫm lên trên đất huyết ấn, từng bước đi tới cử kiếm thất, đang dùng đấu chuyển tinh di may mắn tránh thoát cử kiếm bất diệt kiếm mang về sau. Mạc Quốc Kỵ liền biết cử thất kiếm so với hắn dự liệu lợi hại hơn nhiều. Nếu hắn không thừa dịp cử thất kiếm ăn chắc thời điểm liều mạng trọng thương, hôm nay hắn có thể không giết được đối phương. Ta hiểu được, người là tán tu 2705. Không sai, người chính là tán tu 2705. Ngồi dưới đất, cử thất kiếm cuối cùng nhớ ra Mạc Quốc Kỵ là ai. Trong tay hắn cây cuốn sắt kia không phải tán tu 2705 tiêu chí sao? Không sai, ta chính là tán tu 2705. Ta nói qua, hôm nay muốn đem người chôn chỗ này. Mạc Quốc Kỵ trong tay thiên cơ côn lần nữa vung lên. Người đến cùng là thế nào tấn cấp nguyên đan cảnh? Trước khi chết, cử thất kiếm y nguyên không chút cam lòng hỏi. Mạc Quốc Kỵ trong tay thiên cơ côn ngừng lại, đưa tay lau vết máu nói. Câu này hỏi ta rất thưởng thức, ta thích nhất nghiên cứu người. Một cái tu sĩ nếu mà không hiểu đồ vật kiêm tốn thỉnh giáo, cho nên ta trả lời ngươi, ta không có bước vào nguyên đan cả, không có khả năng. Cử thất kiếm xé âm thanh kêu lên, hắn tuyệt không tin Mạc Quốc Kỵ không bước vào nguyên đan cảnh. Không có thoát phàm cảnh tu sĩ có thể giết ta. Cử thất kiếm mặt có chút dữ tợn, trường kiếm hiện tại trong tay hắn, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ dám tới gần, hắn trước hết chết cũng phải kéo đối phương. Về phần cuối cùng hắn câu này, đích thực trong lòng suy nghĩ, nhân giới cùng địa giới khác nhau, đó là thiên sao địa viễn. Hắn tuyệt không tin tưởng có người tại thoát phàm cảnh để cho hắn trọng thương, cơ hồ muốn đưa mệnh. Cho dù là cùng sai tu sĩ, hắn cử thất kiếm cũng tự tin so với đối phương mạnh hơn một chút. Trưởng côn vùng mạnh phía dưới, Mạc Quốc Kỵ thanh âm huyền nháo tới, bởi vì ta là thoát phàm cảnh 12 nhân cực cảnh. Cử thất kiếm bị nhân cực cảnh câu nói này kinh trụ, đến mức này trước tiên không có tế ra liều mạng kiếm kỹ, nội tâm hắn chỗ sâu cực kỳ tin tưởng Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ rất có thể là nhân cực cảnh, nhưng nhân cực cảnh từ đâu tới tầng 12, thiên cô côn mạnh tới. Kiếm mang cũng tại thời khắc này lộ tung, cử thất kiếm trước khi chết bộc phát ra một liều mạng kiếm kỹ. Hắn đợi Mạc Quốc Kỵ côn côn này vung xuống, cái kia vô số bản mệnh kiếm mang bao lấy Mạc Quốc Kỵ, thiên cơ côn sau đó điên cuồng đánh vào Mạc Quốc Kỵ thể lội. Thiên cơ côn đột nhiên dừng lại giữa không trung, hoành, một đạo tiếng sấm lần nữa tại cử thất kiếm ngực lộ tung. Cử thất kiếm há mồm phun ra mấy cái máu tươi, đây không phải là bị Mạc Quốc Kỵ chống rỗng kinh lôi thương, hắn là tức giận. Hắn một lần nữa đưa tay chỉ Mạc Quốc Kỵ, trên đời không có thế này hèn hạ người vô sỉ. Còn chưa ngưng tụ thành hình kiếm mang, tại cử thất kiếm bên người toán loạn một khắc, cử thất kiếm ngã trên mặt đất không có lửa điểm sinh tức. Ta từ trước đến giờ không tin tưởng còn sống đối thủ. Mạc Quốc Kỵ trong tay thiên cơ côn mới chính thức vung lên, một cây lệ sách cử thất kiếm mi tâm. Thẳng đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới rất nhỏ thở một hơi. Thời điểm đối địch, hắn tới giờ đều không thích nói nhảm, sở dĩ dừng lại nói nhảm nhiều như vậy, hắn cảm thấy cử thất kiếm trên người nguy hiểm. Cử thất kiếm rất khó khăn đối phó, có thể thấy được nhìn cực cảnh đối phó nguyên đan cảnh một tầng cũng không phải nghiền ép, mà là miễn cưỡng đối địch mà thôi. Mạc Quốc Kỵ đi qua đem cử thất kiếm chữ vật đại cùng với trường kiếm thu hồi, hắn cảm giác được thiếu sót của mình duy nhất lợi hại một chút thủ đoạn, chỉ là có trống rỗng kinh lôi, thiên cơ côn còn dừng lại nguyên thủy giai đoạn, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh côn kỹ đều không có. Lần này nhất định phải tìm địa phương đem thiên lôi thất thức, thức thứ hai tu luyện thành công, đồng thời tìm kiếm như thế nào tấn cấp nguyên đan cảnh thủ đoạn. Đương nhiên tốt nhất là tìm đến mấy cái loại quy lực một chút pháp kỹ, đấu chuyển tinh di không sai,
tại thời điểm mấu chốt cứu được hắn một mạng. Nghe được ân tiện nhân nói đây là một môn thần thông, xem ra cũng phải tiếp tục tu luyện môn thần thông này tầng thứ hai. Nhiều châu lãnh chúa phủ trước đó thành đàn quân sĩ tại thanh lý phế tích. Tư Đồ Thiên đứng tại phế tích trước đó, tâm thần càng không yên. Hộ quốc thượng sư, thất kiếm tiên sư tại Vấn Thiên học cung luận môn. Tư Đồ Thiên lời nói phanh lại, hắn quay đầu nhìn lên, nơi nào còn có hộ quốc pháp sư Chu Khải Phục bóng dáng. Tư Đồ Thiên sắc mặt tái nhợt, mặt của hắn vốn trắng giờ phút này biến thành trắng bệch. Hắn tuyệt không tin Chu Khải Phục đi trợ giúp cử thất kiếm, mà bây giờ Chu Khải Phục bất động thanh sắc, ngay cả lời chào không nói, biến mất không thấy gì. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là hộ quốc pháp sư không tin cử thất kiếm có thể giết Mạc Vô Kỵ, hắn vụng trộm trốn. Nhanh, nhanh đi mời Hàn quận công. Tư Đồ Thiên khàn giọng kêu to, lúc này cho dù là một cây cọng rơm hắn cũng phải thật chặt nắm trong tay. Hàn Thịnh An lúc trước tới trong tay là cứu Mạc Quốc Kỵ, chính hắn đối với Hàn Thịnh An lúc trước cứu Mạc Quốc Kỵ rất bất mãn, hiện tại có thể cầu Hàn Thịnh An giúp hắn một câu. Vương thượng, lão thần đã tới. Hàn Thịnh An thanh âm truyền đến. Thừa Vũ lãnh chúa quốc vương điện bị người ta phá hủy, hắn há có thể không tới? Chẳng những hắn tới, Thừa Vũ lãnh chúa quốc đông đảo vương công đại thần đều tới. Tư Đồ Thiên, con ruồi đuổi đi, chúng ta có thể thật tốt một hồi. Mạc Quốc Kỵ thanh âm truyền đến. Tư Đồ Thiên chân mềm nhũn, kén chút nữa đã ngã xuống đất. Trông thấy Hàn Thịnh An cũng tại đây, Mạc Quốc Kỵ mau tới trước Hàn Thịnh An cúi người hành lễ. Mạc Quốc Kỵ gặp qua Hàn lão quận công. Người là? Hàn Thịnh An cảm giác Mạc Quốc Kỵ có chút quen thuộc. Lúc này Mạc Quốc Kỵ trên thân vết máu loang lổ, hắn nhất thời không nhận ra. Trong lòng hắn không chỉ còn tại chấn kinh đối phương là ai dám gọi thẳng lãnh chúa đại nhân. Lúc trước nếu không phải Hàn Thịnh An mở miệng cứu giúp, Mạc Quốc Kỵ sớm bị Tư Đồ Thiên giết. Đồng dạng không phải Hàn Thịnh An thu lưu, hắn đồng dạng bị cử ra người giết. Chính vì vậy, dù là Hàn Ngưng đối với hắn cay nghiệt vô cùng, hắn tận tâm hết sức giúp đỡ Hàn Ngưng. Người là Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành cháu trai cái kia Mạc Vô Kỵ. Hàn Thịnh An rốt cuộc nhận ra Mạc Quốc Kỵ, lập tức càng kinh dị không thôi hỏi. Người không phải hộ tống Ngưng Nhi đi trường Lạc Dược Tiên Môn đại hội, sao Ngưng Nhi vừa vặn tốt, nàng bây giờ nơi nào? Hàn Ngưng tuy nói là địa cấp tông môn đệ tử nội môn, tùy tiện rời tông môn trở lại Thừa Vũ quốc gần như là chuyện không có khả năng. Liền xem như Hàn Ngưng tấn cấp đến trúc linh cảnh, xa như vậy con đường là cũng vô pháp thường xuyên trở về. Trường 207, trong đảo vòng linh lung. Ta nghĩ Ngưng tiểu thư hẳn đang tu luyện rất căng, lúc này mới không có thời gian về. Mạc Quốc Kỵ đành phải tìm cái lý do hồi đáp. Mạc tiên sư, lần trước An Dương thời điểm, ta liền muốn cùng Mạc tiên sư nhiều lời vài câu. Đúng, Bắc Tần sự tình ta trở về liền định đem trả lại cho Mạc gia. Cái kia cử thất kiếm quá mức vô lễ. Tư Đồ Thiên trông thấy Mạc Quốc Kỵ nói chuyện với Hàn Thịnh An, vội vàng nghênh đón trên mặt lịnh lọt. Nguyên bản còn nhớ lữ nhi Hàn Thịnh An, đột nhiên tỉnh lại. Trước mặt Mạc Quốc Kỵ tựa hồ tới thời điểm trực tiếp xưng hô tên Tư Đồ Thiên, mà Tư Đồ Thiên chẳng những không có trách tội, ngược lại lịnh lọt lên tiếng. Tăng thêm Tư Đồ Thiên miệng nói tiên sư, hẳn là Mạc Quốc Kỵ có tư chất tu luyện, hiện tại đã là một chân chính tiên sư. Ngậm cái mồm chó của ngươi lại. Mạc Quốc Kỵ hừ một tiếng trực tiếp đánh gãy Tư Đồ Thiên. Hàn Thịnh An nếu lúc này còn không rõ, vậy hắn liền sống vô dụng rồi. Nhiều lắm như vậy, đạo lý rõ ràng, Mạc gia người trở về báo thù. Hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch vì sao Tư Đồ Thiên muốn tìm hắn. Bởi vì hắn đối với Mạc Quốc Kỵ có ân, Tư Đồ Thiên mới mời hắn giúp. Cái này khiến cho Hàn Thịnh Ân nâm vào khốn cảnh. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác có ân, nhưng chẳng qua tiện tay mà làm. Hiện tại Mạc gia cùng Tư Đồ Thiên có đại thù, hắn làm thế nào hóa giải? Cùng một thời gian, Hàn Thịnh An cũng minh bạch vì sao Thừa Vũ quốc lãnh chúa địa bị người ta đổ sụp. Cái này rất rõ ràng chính là Mạc Quốc Kỵ làm. Quả nhiên là làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, ai cũng có thể cam đoan chuyện tương lai. Cho nên vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt. Một chút dừng lại, Hàn Thịnh An bên cạnh đại thần đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Mạc Quốc Kỵ là Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành hậu nhân, hiện tại Mạc Quốc Kỵ thành tiên sư, Mạc gia sổ sách hắn tự nhiên tìm về.
Từ Đồ Thiên, già già của ta Mạc Thiên Thành đi địa phương nào? Vì sao ta đến nhiều châu liền mất tích? Mà Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Từ Đồ Thiên gọn gàng, dứt khoát hỏi. Từ Đồ Thiên nhìn thoáng qua Hàn Thịnh An, khom người nói. Mạc Tiên Sư, Thiên Thành quận vương đích thực là tới một chuyến nhiều châu, nhưng hắn vẹn vẹn lộ ra một mặt liền đi. Về sau ta mới biết hắn chưa có trở về La An. Về phần Thiên Thành quận vương đi nơi nào ta không biết. Câu nói này hắn thật đúng không nói sai. Mặc dù hắn mượn cớ cản trở mà Quan Viễn kế nhiệm Bắc Tần quận vương vị trí, nhưng mà hắn thật không có trực tiếp đối với Mạc gia động thủ. Mà Quan Viễn bị hạn chế rời đi nhiều châu thành là cử Thái Vân làm. Bất quá ta mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ trong mắt sát cơ, Hàn Thịnh An lập tức biết Mạc Quốc Kỵ không hài lòng. Tư Đồ Thiên trả lời muốn đối với Tư Đồ Thiên động thủ, hắn mau tới gàn nói ra. Mạc Dược Sư, chuyện này ta có thể làm chứng. Thiên Thành quận vương rời đi nhiêu châu đi địa phương nào, Tư Đồ Vương Thượng thật không biết. Hắn không có hạn chế Thiên Thành quận vương hành động, còn lệnh tôn bị lưu lại nhiêu châu đó là do Cửu Thái Vân làm ra sự tình. Cửu Thái Vân đã trở về La An cử ra, bây giờ không có tại nhiêu châu thành. Nghe được Hàn Thịnh An vừa nói vì chính mình chuyện, Tư Đồ Thiên tranh thủ thời gian mở miệng nói. Hàn Thịnh An cũng khom người nói ra, còn xin Mạc Đan Sư xem năm đó ta mở miệng phân thượng có thể buông tha Tư Đồ Thiên một lần. Hắn không xưng vương thượng chính là vì sợ chọc giận Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày. Hắn với Hàn Thịnh An lời này vẫn tương đối tin tưởng. Cử Thái Vân đi La An không cần quan tâm, bởi vì hắn biết hắn phải chết không nghi ngờ. Hàn Thịnh An tại Tư Đồ Thiên trong tay cứu được một mệnh hắn, hiện tại Hàn Thịnh An trong tay mở miệng cứu Tư Đồ Thiên, hắn có chút khó khăn bắt đầu. Trong ý nghĩ của hắn, tốt nhất là xử lý Tư Đồ Thiên, đem Tư Đồ ra lãnh chúa trên vương vị đá xuống. Mạc Tiên Sư, chỉ cần ta còn tại Thừa Vũ lãnh chúa quốc, ta nhất định giúp bằng Bắc Tần lớn mạnh. Tư Đồ Thiên trông thấy Mạc Quốc Kỵ nhíu mày, tranh thủ thời gian bên tại nói ra. Hắn rất lo lắng Mạc Quốc Kỵ đột nhiên hạ sát thủ. Cứ việc tiên sư giết một cái lãnh chúa vương sẽ bị trách phạt, nhưng loại kia trách phạt thật không đau không ngứa. Mạc Quốc Kỵ là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, có hay không bị trách phạt còn chưa nhất định tới. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ đang do dự thời điểm, một đạo xé gió ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Đám người ngẩng đầu thấy một chiếc nhanh chóng phi thuyền pháp bảo lướt qua. Bởi vì phi hành pháp bảo bay rất thấp, rất nhiều người thấy rõ ràng đây là một phi thuyền. Mạc Quốc Kỵ bởi vì có thần niệm, hắn càng rõ ràng hơn phi thuyền pháp bảo này trước lựa là một cái lữ tử. Lữ tử này sắc mặt tái nhợt, trên người vết máu, ngồi trên phi thuyền hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Lữ tử này là Mạc Quốc Kỵ chẳng những nhận biết, còn là rất đợi ơn, chính là Vấn Thiên Học Cung Đam Tháp Linh Lung Bà Bà. Nhưng Linh Lung Bà Bà vì sao trọng thương? Không đợi đám người tỉnh táo lại, lại là một đạo phi thuyền pháp bảo bịch một cái, đám người định bay qua đầu. Mạc Quốc Kỵ nháy mắt hiểu được, Linh Lung Bà Bà là bị người ta truy sát. Có thể truy sát Linh Lung Bà Bà cường đại cỡ nào? Linh Lung Bà Bà đứng trước bị đuổi giết, Mạc Quốc Kỵ không có tâm tư cùng Tư Đồ Thiên rông dài, mà nghiêm nghị nói, lập tức truyền tin cho Tinh Hà Đế Quốc đế quân, liền nói Đam Tháp Linh Lung Bà Bà trọng thương bị người đuổi giết, nếu là người làm xong ta tha cho người một lần cũng không phải không được. Mạc Quốc Kỵ vội vã vứt một câu cho Tư Đồ Thiên phía sau, tế xa phi xa vội vàng hướng Vân Tiêu đi theo trước mặt phi xa pháp bảo, phương hướng biến mất không thấy. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ rời đi, Tư Đồ Thiên lúc này hoảng loạn xa mồ hôi với trên trán. Đối với Hàn Thịnh An nói cảm tạ, lão quận công lần này không phải vì ngươi, mạng ta xong rồi. Hàn Thịnh An vội vàng nói, vương thượng bây giờ không phải là nghị luận thời điểm. Mạc Dược Sư để cho ngươi tranh thủ thời gian đưa tin cho Tinh Hà Đế Quốc, đây mới là chuyện cần làm đầu tiên. Đúng đúng, Tư Đồ Thiên rút cuộc tỉnh ngộ, một trận diệt quốc nguy cơ bị đột ngột xuất hiện. Hai chiếc phi thuyền pháp bảo đồng thời hóa giải, đông đảo vương công đại thần đều là âm thầm mà sợ. Một cái đứng tại đám người sau mập mạp cúi đầu đi về, bất quá hắn rất nhanh phát hiện nhiều nhàn hầu lắm đó, người thế mà kém ta a. Nếu là người không chê Mạc gia nghèo túng, người bây giờ đã là Mạc gia tiên sư, nhạc phụ đại nhân, bập mặt phụ thân của Văn Mạn Châu, nhiêu nhàn hầu Văn Cử. Năm đó bởi vì Mạc gia suy tàn, cùng Mạc Quang Viễn tốt cơ hồ muốn bỏ đi một cái quần, hắn chủ động sơ viễn Mạc gia. Không thể nghĩ tới biến đổi thất thường, năm đó cái bị kích thích tiểu quận vương
bây giờ đã là một tiên sư, nói không hối hận đó là không có khả năng. Loại này hối hận rất nhanh liền bị hắn đặt một bên. Lữ nhi của hắn Văn Mạn Châu cũng trở thành tiên sư. Mặc Quốc Kỵ loại này linh căn cấp thấp nhất người đều có thể diễu võ dương ngoài trở về. Tương lai lữ nhi của hắn Văn Mạn Châu trở về, mấy cái Mặc Quốc Kỵ cũng không đuổi kịp. Người không biết không sợ có lẽ chính là Nhiều Nhàn Châu. Mặc Quốc Kỵ phi xa so với trước mặt hai chiếc phi thuyền pháp bảo tới muốn chậm hơn nhiều. Cũng may hắn có thần niệm có thể nhào bắt được không gian xung quanh một chút biến hóa. Chỉ cần dựa theo biến hóa này đuổi tiếp, liền không mất dấu. Mặc Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng mình đuổi tiếp không giúp được Linh Lung bà. Nhưng loại chuyện này bị hắn nhìn thấy, hắn liền không ngồi yên. Linh Lung bà căn bản không phải ngoại giới nghe đồn cái chủng loại kia bất cận nhân tình. Không chỉ thế, Mặc Quốc Kỵ còn cho rằng Linh Lung bà rất thông tình đạt lý. Cứ việc Linh Lung bà cứu Yên Nhi, cùng hắn tiến nhập Vấn Thiên học cung ngoại môn đệ tử, hắn cho là một gốc Phù Lượng Tục Hồn Hoa, vẫn y nguyên nhớ kỹ Linh Lung bà ân tình. Mặc Quốc Kỵ một bên muốn nhào bắt không gian xung quanh biến hóa, một bên muốn dựa theo loại này không gian biến hóa đuổi theo phía trước tốc độ càng nhanh phi thuyền. Lúc mới bắt đầu, Mặc Quốc Kỵ có thể miễn cưỡng tìm tới phương hướng. Mấy ngày đi sau, Mặc Quốc Kỵ rốt cuộc không có năng lực theo sau, mà tại hắn thần niệm liên tục không ngừng nhào bắt không gian xung quanh biến hóa, cũng biến thành cực kỳ mệt mỏi. Tại mất đi Linh Lung bà tung tích, Mặc Quốc Kỵ tìm một hai ngày thời gian, cuối cùng xác định không cách nào tìm được. Hắn chỉ có cách như thế coi mà thôi. Nếu là cái Tư Đồ Thiên có chút sợ chết, vậy hắn nói với Tư Đồ Thiên giờ phút này đã truyền tống đến Vấn Thiên học cung trên đường. Mặc Quốc Kỵ có thể hy vọng Vấn Thiên học cung cứu viện còn kịp, đừng cho Linh Lung bà xảy ra chuyện. Vô luận công và tư bên trên, Mặc Quốc Kỵ đều hy vọng Linh Lung bà có thể biến nguy thành an. Một khi Linh Lung bà xảy ra chuyện, Yên Nhi chẳng những mất đi sư phụ, còn mất đi một cái dựa lưng. Về phần Yên Nhi và đại sư tỷ kia, Mặc Quốc Kỵ cho rằng tuyệt đối không thể dựa vào. Chẳng những người không đáng tin, thực lực là một dạng không đáng tin. Ban đầu ở Lôi Vũ xâm lâm, nếu không phải hắn xuất thủ cứu làng, vị đại tử kia không chừng đều bị xử lý. Sau khi dừng lại, Mặc Quốc Kỵ mới phát hiện bây giờ lạc mất phương hướng. Đang đuổi Linh Lung bà trong vài ngày, hắn chỉ biết tìm kiếm trước mặt phi thuyền vết tích, căn bản không có ký ức phương vị. Hiện tại hắn mất đi phương hướng, lại không có địa đồ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người hỏi thăm một cái. Chỗ của hắn xung quanh toàn bộ là hoang dã, cũng may hoang dã cũng có một cái lối nhỏ. Chỉ cần có đường, Mặc Quốc Kỵ liền không lo lắng không tìm thấy người. Loại này trên hoang dã đường khẳng định là người ta dẫm ra tới, bằng không mà nói sớm đã bị cỏ dại bao phủ. Dọc theo tiểu đạo, Mặc Quốc Kỵ đi tới ước chừng lượng ngày thời gian, không đụng một người. Ngay tại khi hắn hoài nghi bên kia có người hay không thời điểm, hắn thấy nơi xa loáng thoáng một chút khói bếp dâng lên. Mặc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ hướng khói bếp phương hướng chạy tới. Vẹn vẹn lửa giờ, Mặc Quốc Kỵ liền xem tới cái khói bếp dâng lên vị trí. Không đợi cho hắn đường đến phụ cận, 5-6 người đã lấy ra vũ khí xa xa theo dõi hắn. Mấy người y phục trên người rách rưới mà vệt máu loang lổ, có hai người trên mặt đều là một đạo ngấn sâu. Mặc Quốc Kỵ suy đoán đây là một cái mạo hiểm tiểu đội hoặc là một cái song binh tiểu đội. Mấy vị không cần đề phòng, ta chỉ là đi ngang nơi đây. Bởi vì lạc mất phương hướng cho nên muốn tìm thỉnh giáo mấy vị nơi này là vị trí nào địa đồ. Nơi nào có địa đồ, vậy liền không có gì tốt hơn, ta có thể mua lại. Mặc Quốc Kỵ tận lực để cho mình ngữ khí nhu hòa một chút nói ra. Nghe được Mặc Quốc Kỵ nhìn lại, Mặc Quốc Kỵ tựa hồ không đáng sợ. Đề phòng của mấy người thần sắc hơi thả lỏng một chút.